Xin chào tất cả các bạn. Mọi sinh vật trên trái đất của chúng ta thì đều có quy luật sinh tử. Có thể lấy ví dụ và nói vui rằng là cái gì cũng có hạn sử dụng của nó, như là con người có thể sống từ 100 đến 125 tuổi, hay là loài rùa có thể sống đến 200 năm tuổi thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn có những loài động vật lại sống quá so với cái tuổi thọ mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng, gọi là quá hạn sử dụng luôn ấy. Thế nên ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng theo dõi nhé. Cá phổi. Bí mật ẩn sau khả năng chịu đựng của loài cá nhỏ bé này nằm ở phổi của chúng, thứ khiến chúng gần như là bất tử. Nhờ có phổi của mình mà loài sinh vật này có thể sống sót qua những kỳ hạn hán nghiêm trọng có thời hạn lên đến 1 năm. Nếu bạn nhìn thấy một loài cá đang cố đào bới và vùi mình xuống cát hoặc bùn thì đừng cố cứu chúng và mang chúng trở lại với biển cả. Chúng không hề bị điên và cũng không nghĩ mình là những con chuột chũi đâu. Có thể bạn đang gặp phải một chú cá phổi trong quá trình ngủ đông để vượt qua một trận hạn hán lớn, đặc biệt là vào mùa hè. Thật kinh ngạc với cách mà những chú cá này sống sót qua một mùa không tiếp nhận bất cứ chất dinh dưỡng nào vào cơ thể. Một thí nghiệm ngẫu nhiên đã kiểm nghiệm được khả năng sinh tồn kỳ diệu của cá phổi. Trong một chuyến vận chuyển hàng, người ta bỏ vào thùng chứa kim loại một ít bùn và vài mẫu vật là những chú cá phổi. Tuy nhiên, thùng chứa này lại bị lạc mất ở đâu đó. Chiếc thùng chứa chỉ được tìm thấy vào 6 tháng sau và người ta phát hiện ra bùn trong thùng lúc này đã biến thành một khối chất rắn. Nhưng người ta rửa trôi lớp bùn ở bên trong thì những chú cá vẫn sống sót và hô hấp bình thường với chiếc phổi thần kỳ. Đó chính là lý do mà người ta nói cá phổi là bất tử. Gấu nước. Tardigrade hay còn được biết đến với cái tên là gấu nước, không hẳn vì nó có mối liên hệ với những động vật béo tròn nhiều lông mà chúng ta vẫn thường nghĩ đến. Tuy nhiên, chúng lại nổi tiếng trong giới sinh vật nhờ khả năng sinh tồn và bất tử trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Những con gấu nước tí hon có độ dài chỉ rơi vào khoảng 1,5mm và sống trong nước cùng với đặc tính di chuyển chậm chạp. Trái ngược với những tính chất này, nơi sinh sống của chúng lại rất đa dạng và rộng lớn. Ví dụ như nếu bạn dành hết sức để tìm kiếm thì bạn có thể tìm thấy một con gấu nước ở vùng biển gần Xích Đạo. Đồng thời, chúng cũng có thể được tìm thấy ở những vùng cực xa xôi lạnh giá. Đúng vậy, loài nhỏ bé này có khả năng thích nghi tốt với nhiều loại điều kiện thời tiết. Chúng hoàn toàn có thể sống được ở nhiệt độ là âm 273 độ C và cao nhất là 151 độ C. Thêm vào đó, những chú gấu bé nhỏ này có thể chịu đựng được những đợt phóng xạ khủng khiếp gấp 1.000 lần so với giới hạn được cho phép đối với những sinh vật sống khác trên trái đất. Gấu nước có thể sống thiếu nước trong một khoảng thời gian rất dài, và khi chúng tôi nói dài, nghĩa là không phải một ngày hay một tuần đâu, mà là 10 năm các bạn ạ. Còn một sự thật thú vị nữa về những bé cưng này. Vào năm 2007, trong khi tiến hành một cuộc thí nghiệm kỳ lạ, những con gấu nước đã được đưa vào một chiếc tàu con thoi và bay vào trong không gian. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Những sinh vật này sống sót trở về trái đất một cách đầy kinh ngạc các bạn ạ. Hydra. Cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách những sinh vật bất tử của chúng tôi là những chú rồng với tuổi trẻ bất diệt Hydra. Các nhà khoa học đã phát hiện ra sự độc đáo đến từ loài sinh vật biển này vào thế kỷ thứ 19, nhưng họ không có gì để khẳng định những suy đoán của mình vào thời điểm đó. Chỉ đến cuối thế kỷ thứ 20 thì việc Hydra không bao giờ già đi mới được kiểm chứng qua thực nghiệm. Không bao giờ già đi theo đúng nghĩa đen luôn. Chúng chỉ chết vì bị bệnh hoặc bị những sinh vật khác ăn mà thôi. Mặc dù vậy thì chúng lại không có được khả năng miễn dịch với các tác nhân đến từ thiên nhiên. Tuy nhiên, con Hydra rất kiên cường. Các nhà khoa học đã phát hiện ra chúng có một bộ phận cơ thể đặc biệt, có thể tự dụng ra và mọc lại cái mới như bình thường. Cơ chế này thì khá đơn giản, như cách bạn thay pin điều khiển ở nhà vậy. Cho nên Hydra có khả năng tự tái tạo và bất tử, giống với Wolverine. Đồng thời, chúng có thể tự đào thải độc tố trong cơ thể để trông đẹp hơn. Thật vi diệu phải không nào? Sứa bất tử. Loài sinh vật xinh đẹp Turritopsis nutricula hay còn được biết đến là sứa bất tử có một biệt hiệu rất phù hợp với chúng. Ban đầu, những sinh vật biển này còn không tự nhận ra khả năng độc đáo của chúng. Nhưng khi đạt đến độ tuổi sinh sản thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Về vẻ ngoài của những chú sứa lại trở về với kích thước khi mới sinh ra và lại bắt đầu trưởng thành từ đầu. Chúng làm như thế này từ năm này qua năm khác. Tiện thể thì từ rất lâu rồi người ta đã chứng minh được loài sứa có một thứ gọi là trí nhớ tế bào và chúng tự nhận thức được tuổi của mình. Thế còn loài sứa bất tử thì sao?
liệu chúng có nhớ được cả cuộc đời của mình hay không? Hay mỗi lần bé lại, chúng lại được thay một lần ký ức mới? Dù sao thì quá trình này không bao giờ dừng lại và vòng đời cứ quay đều mà không có điểm dừng. Điều này bỗng dưng khiến tôi nhớ đến một bộ phim có nhân vật Benjamin cũng già đi rồi trẻ lại và lại tiếp tục như vậy mãi mãi. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loài động vật mà sự bất tử của nó không được hiểu theo nghĩa đen, nhưng chúng vẫn sống lâu hơn chúng ta ít nhất là hàng trăm năm nay. Quạ. Hẳn là bạn đã từng nghe nói về những con quạ sống hơn 300 năm, nhưng điều này lại không đúng sự thật. Không giống như khả năng trí tuệ và bộ lông bóng bẩy của chúng, những loài chim này chẳng nắm giữ bất cứ kỷ lục nào mà chúng sống không quá 15 năm. Này, vậy thì sao quạ lại xuất hiện trong danh sách này? Có phải bạn đang cảm thấy khó hiểu hay không? Bình tĩnh nào, mình sẽ giải thích cho các bạn nhé! Các nhà khoa học cho biết trong tình trạng bị giam cầm, những chú chim này có thể sống rất lâu, lâu hơn cả những sinh vật thuộc nhóm chim có lông khác. Ví dụ như hồng hạc. Trong tòa nhà London, những chú quạ sống cuộc đời hơn 40 năm và chúng cảm thấy thật tuyệt bởi chúng không có kẻ thù đến từ thiên nhiên và không cần phải tự kiếm thức ăn. Thêm vào đó, lịch sử từng ghi nhận những chú quạ sống trong điều kiện nuôi nhốt có tuổi thọ lên đến 75 năm. Do đó, một chú quạ nuôi có thể sống lâu hơn chủ của nó và thậm chí là còn được gặp cháu hoặc chắt của họ cơ. Nhím biển đỏ. Nếu bạn sống dưới nước nhưng lại không biết bơi thì bạn phải biết cách chạy thật nhanh. Nhím biển đỏ làm tất cả mọi thứ trong khả năng cho phép để có thể sống sót. Chúng di chuyển dưới nước bằng cách sử dụng những cái gai dài và chắc chắn. Trong một khoảng thời gian dài, người ta vẫn tin rằng loài sinh vật biển này có thể sống đến 15 năm. Nhưng mà chúng vẫn còn cách danh hiệu cha già của biển cả một khoảng cách xa. Đến một ngày khác, các nhà khoa học lại phát hiện ra rằng nhím biển phát triển rất chậm. Một nhà khoa học đã phát hiện ra điều này và đã cùng đồng nghiệp tiến hành quan sát những cá thể nhím biển đỏ lớn nhất. Họ phát hiện ra rằng một vài mẫu vật có tuổi đời lên đến 200 năm mà không hề có bất cứ dấu hiệu tuổi tác nào. Điều này có nghĩa là kể cả tuổi của chúng có cao đi chăng nữa thì những con nhím biển đỏ vẫn có sức khỏe phi thường và có thể tiếp tục sinh sản. Đây có thể chưa phải giới hạn của chúng. Người ta vẫn chưa rõ những con nhím biển này có thể tồn tại bao lâu nếu không phải đối mặt với áp lực và liên tục chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi. Tuatara. Loài bò sát nhiều tuổi nhất tồn tại trên trái đất. Cùng với thời kỳ khủng long còn hoành hành là thằn lằn ba mắt Tuatara. Khi chúng tôi nói đến cụm từ ba mắt, chúng tôi không đùa một chút nào đâu. Bởi vì trên đầu của những con thằn lằn này mọc ra một con mắt thứ ba. Mặc dù không ai biết công dụng chính thức của con mắt này là gì. Con mắt này có trong mắt, võng mạc và được nối với các dây thần kinh, nhưng lại thiếu đi khả năng nhìn được thế giới xung quanh hoặc dùng chúng để liên lạc. Tuy nhiên, loài thằn lằn này có thể sử dụng tiếng kêu để thay thế. Đúng vậy, nó cũng phát ra tiếng kêu nữa cơ mà. Bạn có thể nghe được tiếng kêu khóc buồn bã của những con Tuatara vào những đêm sương xuống dày đặc hoặc khi ai đó làm phiền chúng. Và mặc dù chúng thiếu những điểm cần thiết, nhưng vẫn có thể sống cuộc đời lên đến 100 năm, thậm chí theo một số chuyên gia về thằn lằn thì còn có thể là 200 năm. Cá voi đầu cong. Thật là thiếu sót nếu như không nhắc đến những con cá voi. Cá voi là động vật có vú lớn nhất hành tinh và đúng như bạn đang nghĩ, chúng có thể sống rất thọ. Tuổi thọ trung bình của cá voi đầu cong là 40 tuổi, nhưng thực tế thì một số con thậm chí còn có thể sống đến 200 tuổi có dư. Những con cá voi cũng rất thú vị. Chúng thay đổi, phát triển, sinh sản trong suốt cuộc đời của mình. Trong guồng quay của quá trình này, chúng không hề bị suy yếu dù đã nhiều tuổi. Điều này có nghĩa là trong thế giới những loài thú có vú, bạn không thể tìm thấy những con cá voi ông hay cá voi bà. Những loài cá voi khiến người ta ao ước có được sự trẻ trung này, thậm chí còn không có bất cứ dấu hiệu tuổi tác nào. Cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa biết rõ nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến cái chết của những con cá voi. Các nhà khoa học đã cho rằng, sau hàng thế kỷ có mặt trên trái đất, những con cá voi đã dần mất đi thị giác và đâm vào những tảng đá ngầm dưới biển. Liệu chúng có cần đến kính mắt dành riêng cho cá voi không nhỉ? Có vẻ là một ý tưởng hay cho khởi nghiệp đấy, phải không các bạn? Cá mập Greenland. Một loài cá to lớn với lối di chuyển chậm chạp sống ở vùng nước lạnh thuộc vùng Đại Tây Dương có thể dễ dàng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 500 của mình. Bạn đang không nghe nhầm đâu, 500 tuổi đấy! Loài động vật này không có gì phải vội vàng cả và không cần sợ hãi bất cứ thứ gì. Chúng sống ở nơi tối tăm và lạnh lẽo nhưng lại dồi dào thức ăn.
Thật dễ để kiếm sống trong điều kiện tuyệt vời như vậy trong 200 năm phải không? Cá mập Greenland có thể sống lâu nhất trong số các loài động vật có xương và tính đến nay chưa có sinh vật nào đủ khả năng để tước đi danh hiệu này của chúng. Một cuộc phân tích phức tạp đã được tiến hành bởi các chuyên gia cá mập cho hay tuổi thọ trung bình của nhân vật húc biển cả này là 272 tuổi. Tuổi của con cá mập với độ dài là 4,9 mét là khoảng 272 đến 512 tuổi. Đối với người thường chúng ta thì đây là một khoảng cách lớn và bạn sẽ tò mò liệu có phép tính nào chuẩn xác hơn không? Nhưng khi bạn là một con cá mập Greenland thì điều này chẳng mấy là quan trọng. Thêm bớt 150, chuyện nhỏ ấy mà, ai thèm quan tâm cơ chứ? Nhưng cứ bình tĩnh tự tin, lặn sâu, ăn các loài sinh vật khác và bạn sẽ còn tuyệt hơn bất cứ siêu anh hùng nào đến từ vũ trụ điện ảnh Marvel. Bọt biển 6 tia. Và loài sinh vật nắm giữ kỷ lục bất tử chính là bọt biển 6 tia. Thực ra, có nhiều người cho rằng bọt biển không phải là sinh vật sống, ngoại trừ anh chàng mặc quần hình vuông. Sự hiểu lầm này là do bọt biển thường có lối sống không hoạt động và tất nhiên không thể gọi chúng là những vận động viên được. Một vài con trong số chúng chỉ di chuyển ít hơn vài mm một ngày, cho nên không có gì ngạc nhiên khi chúng có tốc độ phát triển siêu chậm. Nhưng sự chậm chạp này cùng với môi trường nước lạnh xung quanh đã cho bọt biển 6 tia tuổi thọ đáng kinh ngạc. Ví dụ như một mẫu vật được tìm thấy bởi các nhà khoa học đã sống một cuộc đời rất dài. Tuổi của nó là 1.550 tuổi, nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn. Theo các số liệu thu thập được, những con bọt biển sống ở gần biển Ross thì ít nhất phải có tuổi thọ là 1.500 tuổi cơ. What the fuck? 2000 years later. Hãy tưởng tượng những thứ loài sinh vật này đã nhìn thấy trong suốt cuộc đời của chúng. Ví dụ như nước, ôi lại là nước, và thậm chí là cả Megalodon. Vậy bạn có biết sinh vật bất tử nào không, ngoại trừ Wolverine hay Duncan MacLeod? Hãy nói cho chúng tôi biết ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh chúng tôi. Còn bây giờ phải hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau rồi. Tạm biệt! Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để có thể nhận được những video mới nhất. Đừng quên nhấn vào quả chuông này để có thể nhận được các video vào các khung giờ 11 giờ trưa, 5 giờ chiều và 7 giờ tối mỗi ngày nhé. À, đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xin Gì Hôm Nay để có thể nhận được các video mới nhất ở trên đó nữa. Và một món quà dành cho các bạn yêu thích phim điện ảnh hay là công nghệ thì hãy nhấn đăng ký theo dõi kênh Phim Gì Hôm Nay và kênh 7 Ngày Công Nghệ của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.